asean trung quốc thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng với ngư dân trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình bị đề nghị kỷ luật tổng thống trump tuyên bố chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiều cử tri đảng dân chủ ở bang chiến địa pennsylvania đang bỏ phiếu cho ông trump bộ tứ kim cương bắt đầu các cuộc tập trận hải quân lớn kim jong un bắt công nhân dùng ma túy đá để đẩy nhanh tiến độ xây dựng bảy nhà hoạt động dân chủ hồng kông bị bắt kiên quyết bám trụ không sợ hãi Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 4 tháng 11 của DKN TV. Như thường lệ, sau đây là các bản tin chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, Hội thảo ASEAN Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân đã diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai quy định trong tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông doc về đối xử công bằng nhân đạo với ngư dân gặp nạn theo thứ trưởng ngoại giao việt nam nguyễn quốc dũng việt nam đề xuất các đại biểu đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy hợp tác giữa asean và trung quốc trong lĩnh vực này ông dũng nói đây không chỉ là một biện pháp xây dựng lòng tin đơn thuần mà cần phải là một lĩnh vực hợp tác ưu tiên nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của cả asean và trung quốc Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế ngày 3 tháng 11 thông báo vaccine virus cúm Vũ Hán do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu dự kiến sẽ được tiêm thử nghiệm lần đầu tiên trên người trong tháng 11 này. Theo đó, vaccine của đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 là vaccine của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen, khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phát triển. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 vaccine sẽ tiêm thử nghiệm trên nhóm 60 người tình nguyện. Bộ Y tế hôm qua cho biết Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 10 ca mắc virus cúm Vũ Hàn mới là bệnh nhân 1.193 đến bệnh nhân 1.202. Đều là các ca nhập cảnh từ Nga và Angola. Hai bệnh nhân đã được đưa đi cách ly ngay sau khi phát hiện. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, hiện 14.775 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong ngày hôm qua, có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số 1.122 bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam đến nay, đã có 1.069 ca được điều trị khỏi, 35 ca tử vong. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã bị đề nghị kỷ luật do các vi phạm trong giai đoạn làm thống đốc ngân hàng nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông cáo nói họ đã xem xét trường hợp của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ủy ban đã kết luận rằng khi ở cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Tình trạng này dẫn đến nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện một số nghị quyết quy định, quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng. Hậu quả rất nghiêm trọng và khó khắc phục. Hôm 2 tháng 11, một nhóm gồm 14 nghị sĩ châu Âu do Đảng Dân Chủ Thụy Điển dẫn đầu đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa Bình. Đây là lần thứ 5 trong năm nay ông Trump nhận được đề cử cho giải thưởng này. Tuyên bố của nhóm viết, vì dũng khí và cam kết của ông ấy đối với sự nghiệp hòa bình ở Trung Đông, vùng Baikal và bán đảo Triều Tiên, chúng tôi mong muốn đề cử Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho giải Nobel Hòa Bình. Đề cử của chúng tôi là đề cử lớn nhất cho đến nay với 14 nghị sĩ từ 11 quốc gia châu Âu khác nhau, ủng hộ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ vì hòa bình và thịnh vượng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nhóm đã trích dẫn hiệp ước Abraham của Tổng thống Trump giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sudan và Bahrain. Các nghị sĩ cũng trích dẫn quan hệ đối tác kinh tế đầy hứa hẹn vì hòa bình giữa Kosovo và Siberia, cũng như nỗ lực của ông Trump trong việc hòa giải giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Phát biểu trên đài Fox News trong ngày bầu cử, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào cơ hội tái đắc cử của mình, nói rằng ông tin rằng mình có cơ hội chiến thắng chắc chắn thêm 4 năm nữa ở tòa Bạch Ốc. Trao đổi với chương trình điện qua điện thoại, ông chia sẻ, "Cha, chúng tôi đang cảm thấy rất tốt, đồng thời chỉ tay về phía đám đông người ủng hộ tại các cuộc meeting cử tri gần đây ở bang Michigan như một số dấu hiệu tích cực. Sau đó, ông nói rằng, ông tin tưởng mình có cơ hội giành chiến thắng chắc chắn. Tổng thống Trump đã vận động không biết mệt mỏi trong giai đoạn nước rút đến bầu cử 3 11, khi tổ chức nhiều cuộc vận động cử tri trong cùng một ngày. Trong lần xuất hiện này, trên đài Fox News, Tổng thống Trump cũng gửi một thông điệp tới những cử tri còn do dự, khi nhấn mạnh vào những tiến bộ kinh tế to lớn mà nước Mỹ đã đạt được trước đại dịch. Việc các cử tri ẩn bỏ phiếu cho ông Trump là một hiện tượng thực tế đang xảy ra ở bang Pennsylvania. Ông Sotomayor, Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa của Hạt Allegheny, bang Pennsylvania và là Ủy viên của Hội đồng địa phương cho biết, Tôi là một quan chức được bầu, ít nhất hàng chục quan chức được bầu của Đảng Dân Chủ nói với tôi rằng, họ đang bầu cho ông Trump. Họ nói rằng họ không thích việc đảng của họ đang đi đến cực tả. Nhưng là những quan chức được bầu của đảng Dân Chủ, họ không thể đi ra ngoài và nói công khai về điều này. Ông còn cho biết nếu như trước kia các công đoàn thường gây áp lực để lấy phiếu bầu cho ứng viên của họ, thì điều này hiện tại không xảy ra nữa, ông cho biết. Các lãnh đạo công đoàn nói rằng họ đã từ bỏ việc kêu gọi bỏ phiếu cho ông Biden. Tôi không thể đoán con số, nhưng trong lực lượng thực thi pháp luật, các công đoàn xây dựng và thương mại cũng như ngành dầu khí. Những người này đang bỏ phiếu cho ông Trump. Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, Bộ Tứ Kim Cương Ấn Độ, Mỹ, Úc, Nhật Bản hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 11 đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất trong hơn một thập kỷ. Một phần trong nỗ lực đối trọi sức mạnh kinh tế và quân sự rộng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Cuộc tập trận thường niên của Malabar giữa ba nước Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản năm nay đã mở rộng để bao gồm thêm nước Úc, tức tất cả các thành viên trong bộ tứ một nhóm gồm nền dân chủ lớn nhất khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng cho biết trong tuyên bố, cuộc tập trận sẽ thể hiện sức mạnh tổng hợp và phối hợp ở mức độ cao giữa các lực lượng hải quân hữu nghị dựa trên các giá trị và cam kết chung được chia sẻ giữa họ hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, bao trùm và một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một bài viết từ năm 2016 trên trang Daily Graph của Anh Quốc đưa tin, sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, đã động viên lượng lớn nhân lực tiến hành xây dựng tòa nhà cao chọc trời 70 tầng và hơn 60 tòa nhà quốc dân có nguồn tin tiết lộ vì để có thể thúc đẩy nhanh tiến độ công trình, giám sát công trình tại hiện trường đã cung cấp ma túy đá cho các công nhân xây dựng sử dụng để công nhân giữ trạng thái hang hái tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sức khỏe của công nhân đã bị ma túy gây tổn hại, vì thế mà chịu khổ khôn thấu. Ma túy đá hay methamphetamine là một loại thuốc kích thích hưng phấn mạnh có thể kích thích trung khu thần kinh, từ đó làm tăng sức lực nó có hiệu quả trong vòng 6 đến 8 giờ. Có trường hợp kéo dài đến 24 tiếng đồng hồ. Theo một nguồn tin tiết lộ trên RFA, bên ngoài tường một tòa nhà bỏ hoang ở Bình Nhưỡng có cư dân mạo hiểm viết lên dòng chữ: "Tiến độ xây dựng của Bình Nhưỡng giống như tiến độ lưu thông của ma túy, công nhân đều là binh lính sử dụng ma túy để kháng nghị chính quyền ông Kim Jong Un đối đãi phi nhân đạo đối với công nhân." Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 7 nhà hoạt động dân chủ ngày 1 tháng 11, bao gồm 6 nghị viên đương nhiệm và một nghị viên tiền nhiệm của Hội đồng Lập pháp, với cáo buộc họ liên quan đến hành vi gây dối tại các cuộc họp của Ủy ban Hạ viện thuộc Hội đồng Lập pháp vào ngày 8 tháng 5 năm nay. Tối ngày 1 tháng 11, một nhóm các nhà hoạt động dân chủ đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích vụ việc. Ông Hồ Chí Vĩ, Chủ tịch Đảng Dân Chủ, tuyên bố rằng chính phủ đã viện dẫn các điều khoản 17C và 19B trong sắc lệnh, quyền hạn và đặc quyền của Hội đồng Lập pháp để truy tố 7 người này, trong đó bao gồm hành vi khinh thường hội đồng lập pháp và can thiệp vào việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên hội đồng lập pháp. Ông chỉ ra rằng chính phủ đã dùng mọi cách để triển khai các cuộc truy tố chính trị chống lại các nhà dân chủ. Ông trương siêu hùng đảng lao động chỉ hô khẩu hiệu trong cuộc họp cũng bị buộc tội khinh thường hội đồng lập pháp. Nhưng ông hồ chí vĩ cũng nhấn mạnh ngay cả khi đàn áp gia tăng các nhà dân chủ sẽ vẫn tiếp tục nói lên sự thật bày tỏ sự bất mãn của người dân hồng kông đối với chính quyền hồng kông và tiếp tục bám trụ trên tuyến không hề sợ hãi. Bản tin sáng ngày 4 tháng 11 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.